Ba đội tuyển học sinh tới từ trường tiểu học Lê Ngọc Hân, trường Wellspring Hà Nội và trường Tây Úc đã giành giải vô địch trong cuộc thi khoa học ứng dụng First Lego League Việt Nam 2018 và đại diện cho Việt Nam tham dự First Lego League Thế giới tổ chức tại Mỹ vào tháng 4 tới. Đây là cuộc thi dành cho các em học sinh từ 6 tới 16 tuổi, tới từ hơn 80 quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, với chủ đề Hành trình của dòng nước, cuộc thi năm nay đã thu hút được hơn 200 đội học sinh tới từ 120 trường tiểu học và trung học cơ sở của Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số tỉnh thành khác.